Alo, cái gì vậy? Mày ơi, hôm qua tao nhậu với tụi bay xong mày sáng nay tao tháo được tao đi không có nổi nè. Bây giờ mày đi rước nhỏ khách giùm tao đi. Con nhỏ Tây tao nói đó. Sao mày không kêu mấy thằng kia rước? Tụi nó bận hết rồi, mày đánh giúp tao đi. Mà hôm qua mày nói muốn thử cái Tây mà, cơ hội cho mày đó. Lỡ nó sống rồi sao ba? Trời ơi, thì đẹp mày hưởng, xấu rồi mày chịu. Coi như tiền cái số mày đi. Thôi thôi được rồi, bây giờ rước nó ở đâu? Sân bay đúng không? Bây giờ nha, nó hiện bây giờ là không có ở sân bay đâu. Nó đợi lâu quá rồi, nó bắt taxi quán cà phê rồi. Bây giờ tao cho mày địa chỉ quán cà phê nha. Mày ra đó mày đón nó giùm tao nha nha. Rồi địa chỉ thì tao qua. Rồi, cảm ơn mày. Ok. Hi Anna, nice to meet you. Lấy khăn đi cho tôi. Nhanh đi. Nhanh đi, tôi còn nghi ngờ. Wow, cũng không phải dạng vừa ha. Tới ngay. Mà cười cho tôi. Sao người đang ngon không có làm gì hết vậy? What happened? Túi xách của tôi. Nó đâu rồi? Chắc là còn trên xe. Nè, cô đợi tôi chút. Ê, xe. Ê, xe không. Ê, đưa đây xe ra. Lẹ. Đúng mày. Anna, cô kiểm tra kỹ lên xem, chứ tôi kiếm trên xe không có. À, tôi tìm được rồi. Đây nè, trong tay của tôi mà. What? Tôi bỏ trong vali luôn mà không nhớ. Sao cô không nói cho tôi biết? Tại vì tôi mệt lắm nên về khách sạn và ngủ liền. Đó, giờ mới ngủ dài nè. Bây giờ bắt đầu đi chuyển được chưa? Được. Mà ăn cái này á phải để thêm một chút gia vị nữa. Quá ngon. Muối lạ lắm á. Thì đặc sản mà, ngon lắm á. Đây hả? Đúng rồi. Dễ dụ. Ủa, anh Bảo, sao em gọi anh không nghe vậy?
mấy nay anh bận quá nên là anh không có nghe máy em được. Bận hả? Mùa dịch này ế ẩm gần chết, anh bận gì? Anh xạo đúng không? Anh nói thật mà, anh đang đi với khách em không thấy hả? Đâu? À, khách anh ra rồi kìa. Thôi có gì anh đi trước nha, hôm khác anh gặp em. Ủa? Anh Bảo. À, đây, đây, em chưa kịp nói gì mà. Đi đi, là địa điểm khác, đây đây. Anh Bảo. Anh Bảo. Làm vậy mới ngon. Đây là bia Việt Nam, đúng không? Đó là để muối chứ để chanh vô uống càng ngon, càng nhiều càng ngon. Để tôi thử luôn nha. Để càng nhiều càng ngon. Bỏ hết nha. Đúng rồi, đúng rồi, bỏ hết luôn. Bỏ 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 muối, bỏ muối. Bỏ muối. Okay. Như vậy được chưa? Được rồi. 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 1 2 3. 2 3 2 3. Vô. Ngon mà. Ngon á? Làm gì ngon? Ok, đổi đi. Uống luôn đi. À tôi say rồi, tôi say rồi. À, tôi uống yếu. Uống đi. Tôi uống được. Nhưng mà tôi say rồi. Đi. Say rồi, anh say rồi. Xạo, anh xạo em á. Uống đi. À, say rồi, tôi say rồi. Uống đi cho vui á. Ép dầu, ép mỡ, ai nở ép bia. Tụi nó nói đừng gọi phiền tôi nữa mà. Trời đất, mẹ nói với mẹ mày vậy hả? Alo. Alo, alo. Ủa sao, sao mẹ lấy số này gọi cho con? Thì điện thoại của mẹ hết tiền rồi mẹ mượn. Có chuyện gì không mẹ? Còn chuyện gì nữa? Chuyện người yêu của mày á. À, người yêu hả? À, chuyện đó thì... Alo. Alo. Alo, à mẹ ơi, khách gọi cho con rồi. Lát con gọi lại cho mẹ nha. Anh có bàn đầy gì sao anh gối ban bể liên tục luôn á? Anh tin bỏ đói tôi hả? Tôi không mua đồ ăn cho cô nè. À, đợi tôi chút. À, con nghe mẹ ơi. À, cưới gì mà cưới, có yêu đương gì đâu mà cưới mẹ. Trời, con chưa có bạn gái. Với lại con đang dẫn khách rồi. Nói chuyện với mẹ sau. Có chuyện gì vậy? Không có gì đâu. Lại bàn ngồi ăn đi. Cô đợi tôi chút. Phiền gì trời. Anh ngon chứ?
Ờ, ổn. Thôi cô ăn đi, rồi lên nghỉ ngơi. Mai chúng ta đi tiếp tục. Ủa, đấy là món gì ạ? Bún đậu đặc biệt, đặc sản đó nha. Ủa, sao mùi lạ? Thì đặc sản phải có mùi lạ thôi. À, thôi cô ăn thì nghỉ ngơi nè, tôi đi trước ạ. Anh đi đâu vậy? Tôi đi về, cô ăn lẹ đi rồi nghỉ ngơi. Thôi, tôi muốn tối nay đi chơi tiếp chứ. Không được. Tôi sẽ gói công ty của anh. Thôi giờ muốn đi đúng không? Đi, đi. Ồ, nhưng tôi cho ăn mà. Mắm tôm nó muốn ăn không? Đi, để lên. Cô dậy đi, té là tôi không chịu trách nhiệm nữa nha. Ủa sao anh chở tôi đi xa như vậy ạ? Thì cô nói thích đi những chỗ thú vị mà. Tôi sẽ chở cô đi những chỗ thú vị. Sắp tới rồi. Tới rồi đó. Ủa, ở đây là ở đâu anh? Đây là nhà của một người bạn. Chắc cô không biết đâu. Ở Việt Nam á, ăn Tết dưới quê là vui nhất. Tôi muốn cô trải nghiệm ăn Tết đậm chất Việt Nam. Nên là chắc cô gì để chơi. Nhìn chắc là không có trong lịch luôn. Thì trải nghiệm thử 2 ngày đi. Nếu mà cô không thích thì tôi sẽ chở cô về Sài Gòn, chịu không? Ừ. Vô nhà. Vô đây, vô đây. Vô ngọn nước đi. Nãy giờ đi mệt rồi đúng không? Ba mẹ ơi, con về rồi. Ủa, ba mẹ hả? Hai cô chú đây lớn tuổi rồi. Với lại tôi hay về đây chơi nên là cô chú thương coi tôi như là con trai đó. Nên là tôi gọi như vậy cho thân mật. Hiểu không? Ba mẹ ơi, con về rồi. Cái thằng quỷ, sao không chịu đi luôn đi? Thằng quỷ nè. Chào cô, chào chú. Ai? Bộ con. Hả? Bộ là gì à? À, bộ là bạn. My friend. Yeah. Ê, đợi xíu nha. Hello, Du, mời uống nước. À, dạ. Mời đi con. Cái gì vậy mẹ? Nghe đẹp bồ con thiệt á hả? Lẽ nói xạo mẹ, bồ con đó. Con ơi là con, thiếu gì cái Việt con không quen, con quen cái Tây. Rồi nói xí xù xí xào sao mẹ hiểu được? Thì cậu biết nói tiếng Việt lớ mà mẹ. Rồi chưa kể mai mốt hai đứa hả, quen tới mức sâu đậm á. Rồi tiến tới cái việc hôn nhân đó. Mà sao mẹ dạy dỗ nó được? Rồi chưa kể nha, mẹ nghe nói bên Tây á, thường thường là ông bà, cha, mẹ, con, cháu, cháu nội, cháu ngoại gì không biết, dâu rể gì đó, không có phân biệt, cứ gồm chung cái tiếng Du vậy đó. Mà nghe nói Du là mày, không lẽ giờ cháu nội gọi mẹ mày, ngôi mẹ không có chịu đâu. Thôi mà, thì quan trọng là cái thái độ của cô ấy kính trọng lễ phép với mẹ thôi, chứ đâu phải là tiếng nói đâu mẹ. Nhưng mà chưa gì hết là mẹ đồ dạy người ta rồi. Thì dĩ nhiên rồi. Thì mai mốt mẹ dạy á, thì mẹ ra dấu cho cô ấy, cô hiểu hết đó. Nhưng cái vấn đề đây á là mẹ. Ây da. Cái gì vậy? Ây da, sao tự nhiên đau quá ta? Chắc là con ngồi xe lâu á, bị đau cổ mẹ. Thôi con nghỉ ngơi trước nha mẹ. Ây da. Nè. Ây da. Thằng quỷ này, mỗi lần dạy nó là nó vậy đó. Gì đâu thiệt. Lần đầu tiên thấy nấu ăn như vậy. Muốn thử không? I like it. Bạc ơi. Hả? Để cho Phú nha. Nè, cái này nó khói với lại bụi bẩn lắm. Để bác làm được rồi. Ok. Thôi
Thôi bây giờ nè, bác với con cùng thổi luôn ha. Dạ. Hai ba. Ba. Mắc cười quá à. Thổi lại nha. Dạ. Rồi rồi, rồi lửa lên rồi kìa. Dạ. Ủa gì con? Dạ, chú ơi, để cháu làm cho chú nha. Cái gì? Con muốn quét sân à? Ừ. Quét được không? Dạ được. Ừ, giỏi quá ta. Nè. Giỏi quá trời luôn á. Thôi quét đi. Chú làm sao chú cho cá ăn ha. Dạ. Đổi kiểu đi. Dễ thương lắm nè. Con coi không? Dễ thương không? Trời ơi. Dễ thương á. Alo. Lộn số rồi. Ngồi xuống ăn cơm luôn con. À, ăn cơm luôn con. Ủa, tôi được ăn ở đây luôn hả? Được chứ. Wow, gia đình này thật giống như gia đình của anh luôn á. À, bình thường á, tôi dẫn khách về đây, tôi cho khách sống một cuộc sống đậm chất của người dân Việt Nam. Nên là người ở đây rất là thương tôi giống như là con trai của họ vậy. Thì coi như là gia đình cũng đúng thôi. Chuyện bình thường mà, đúng không? Thật chứ. Ừ. Mình ăn thôi ha. Trời ơi, đù rì cái gì vậy? Con ngồi xuống ăn luôn đi. Dạ. Ngồi dạ. Xuống con. Dạ. Mời cả nhà ăn cơm. Ăn đi con. Du. Du biết cầm đũa luôn. À, cháu biết sờ sờ thôi ạ. À. Mời Du. Cái gì? Tiếng Anh gọi ăn cơm là gì con? À... Mọi người ăn ngon. Cả nhà ăn ngon. À. Rồi rồi, ăn ăn tự nhiên đi nha con. Dạ. Nha nha. Dạ. Du biết ăn mắm tôm luôn. Dạ, chuyện bình thường mà. Ôi, tôi rất là rành về Việt Nam và món nào cũng biết ăn hết. Ồ, Du very very good. Ờ, Du very good. Dạ. Ý bác gái muốn nói là con hay lắm. Cái món gì của Việt Nam con cũng ăn được hết. Trời ơi, thông dịch viên giỏi dễ sợ. Dạ, trời ơi, cảm ơn hai bác. Ủa, cô biết ăn mắm tôm khi nào vậy? Trời ơi, tôi rất là rành về Việt Nam và món nào cũng được ăn hết luôn á. Thì sao lúc trước tôi cho anh cô nói là cô ăn không được? Ủa, anh nghĩ là anh troll tôi được thì tôi không troll anh được hả? Anh muốn coi như thế nào không? Cô không khờ như tôi nghĩ ha. Ừ. Ăn đi. Mời mọi người ăn đi, con nghe điện thoại cái nha. Đây nè. Mà con nè, cái hồi nãy á, dạ, con ăn cái này nè, con chấm, dạ, với cái mắm tôm là không có đúng. Con, dạ, phải ăn cái này nè với cái này là mới đúng. Đúng. Dạ. Cái này Việt Nam ta gọi là cà pháo đó con. Cà pháo. À ba. Cà pháo á, tiếng Anh đọc lại sao bà? Tôi mệt ông quá à. Dịch hoài vậy mệt. Mình biết để mai mốt mình nói chuyện với nó. Trời, dạ, ơi. Dạ, cảm ơn bác. Cái nhà có nhỏ này cũng vui ghê á. Ăn đi con. Dạ, 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 dạ. Alo, 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 anh nghe đây. Anh đang đâu vậy?
anh đang dẫn khách đi du lịch ở Hà Nội. Sao em gọi anh hoài vậy? Anh đã nói là anh bận lắm mà. Khi nào anh rảnh anh sẽ gọi lại cho em. Hà Nội có lạnh không anh? Sao em biết nhà anh? Thì hỏi bạn anh là ra thôi. Lúc đầu á em tính xuống đây để kiếm mẹ anh, nhờ mẹ anh gọi anh về. Mà không ngờ lại gặp anh ở đây. Anh đã nói với em rồi, anh với em không hợp nhau đâu. Chúng ta chỉ có thể làm bạn được thôi. Vậy là sao trước khi ngủ với tôi anh không nói câu đó? Ừ, ngủ rồi anh mới thấy không hợp đó. Ủa, WhatsApp à, con nhỏ tay này là mùi ngon của anh đó hả? Cô đừng có nói bậy, đi về đi. Cô cẩn thận đó nha. Tên này là tên Sở Khanh đó, chuyên gia lừa đảo để được ngủ với gái. À, chắc là chán gái Việt rồi nên tìm gái Tây á để đuổi. Tụi em đi, đi về. Về thì về, không cần phải đuổi. Anh ơi, cô này có nói thật không? Cô nói bậy đó, em đừng tin. Gì vậy con? Gì mà lớn tiếng vậy đây vậy? Nhỏ đó là ai mà tối nay nó quậy vậy? Không có gì đâu ba mẹ. Sao? Mọi người đi vô trong đi. Ồ, cô ơi. Hả? Cô là ai của Bảo? Cô hả? Dạ. Cô là mẹ con Bảo chứ là ai? Hỏi kỳ vậy? Mẹ là người sinh ra Bảo hả? Thì đúng rồi, cô là mẹ của Bảo, tất nhiên cô là người sinh ra Bảo. Thì tại sao Bảo nói cô là bạn của Bảo á? Hả? Nó nói cô với chú là bạn nó. Trời, Bảo không? Tự nhiên sao con lại nói ba mẹ là bạn của con? Mà đây là người yêu của con, tại sao con lại nói dối nó vậy? Người yêu hả? Ờ. Ôi, ai là người yêu? Thì con là người yêu của nó. Làm gì có? Đừng có nói xạo. Hả? Ê, trời, con nó đi rồi kìa. Rửa kéo đi, nó giận rồi kìa. Thôi mọi người vô nhà đi. Trời, thằng này nó giận dai ghê vậy. Trời ơi, công nhận nha, mấy đứa trẻ giờ nó suy nghĩ cái gì, nó làm cái gì tôi cũng không biết luôn á.
Anh ngồi được không? Cơ bộ em cũng thích ăn mắm tôm ha. Ăn mắm tôm phải có cơ phở mới ngon à? Nếu như ai đó không còn giận anh nữa, anh mời em về quê ăn cà pháo với mắm tôm. Với vậy gì? Khách của anh, bạn của anh, người yêu của anh.